Khoảng đều lên. Chào toàn thể các người nhá. Chào toàn thể các bác nhá. Chào toàn thể các bác nhá. Buổi sáng sớm ngày hôm nay thì bốn anh em đem chuối hột ra suối để rửa các bác nhá. Đây. Đây gặn rửa để lấy nguyên hạt thôi. Ô thằng kiểu toàn đi hạt này. Phần rác và những cái phần này, phần chuối, phần thịt chuối khối, nước cái gì này tới này tôm này nhỏ rồi. Đây, đây là số hạt chuối đã rửa được. Đến kịt luôn. Này các bác nhá. Này xong em mang về nhà xong là sàng sẩy qua nữa, phơi khô. Gặm nước ý. Mang về nó lại đọng nước ở dưới lá chuối này. Bốn anh em trên đường đi thăm bẫy các bác nhá. Sáng nào cũng phải chờ một muộn mới đi thăm được vì xương ướt đấy. Xương ướt này đi lội qua cái đoạn đường này thì nó ướt hết người luôn. Anh em chờ muộn muộn cho xương nó ráo rồi mới đi. Hoa dại. Chí lấy 5 con rồi. 5 con à? Chí bao nhiêu con? 4 con. 7, 5, 4 à, 16, 21 con à? Chí được có 2 con. 21 con đủ ăn hết ngày hôm nay sang cả ngày mai rồi. Chùm quả đao. Giống bọn em gì à? Đi. Nhu. Dạ. Nướng lên là chấm. Bốn anh em chia nhau ra đi thăm bẫy nhá. Ai bẫy đến đâu thì khác thăm thôi. Ôi này. Bẫy này không bật chứ ạ. Hai bẫy gần nhau không bật. Đây. Này đánh bằng chuối nhá. Cả bẫy trên cũng không bật kìa. Ôi, bẫy dưới kia bật rồi. Ôi. Được con gì nhỉ? Kiểu là không được hay sao ấy. Để xuống xem. Bẫy này cũng không bật này. Hôm nay mõm rồi. Ba cái liên tiếp không bật. Cái thứ tư không biết được con gì ấy. À, được một con sóc. Hôm nay có thịt sóc ăn rồi. Ơi đây. Đấy nha. Đây là có một em sóc rồi nha. Cho các bác xem cái đuôi thôi. Cái này nó dễ bị vi phạm ấy. Nên em cũng quay như này cho các bác xem thôi. À, được một em đây rồi. Hai em liên tiếp nhé. Vậy trên kia một em nữa kìa. Đấy, của em được 3 em rồi. Nay em đăng ký 7 em. Nhưng mà biết là cuối cùng được bao nhiêu nha. Được là được 3 em rồi.
Bẫy trong này ăn hết thức ăn mà không được gì này. Ăn hết thức ăn mà không bật nhé. Bẫy này không bật này. Bẫy đằng kia. À, kia kìa các bác. Lại được một em sóc nữa rồi. Kia nhá. Lại được một em sóc nhá. Đấy nhá. Em này là em thứ tư ấy. Hãy bẫy lại đây nhá. Đây các bác nhá, sau khi thăm xong này, anh em tập kết lại đây. À, anh em khai báo số lượng đây, của mình đăng ký 7 nhưng mà thu về 4 thôi. Em đăng ký 5 được 5. Đăng ký 5. 4 được 4. Đăng ký 5 mà được có 3. Nghe là được 3 con sóc, 2 con chim. Còn lại là chuột các bác nhá. Tổng 17 con. Máy à. Nay về là làm sóc với lại chim này nướng nhỉ. Ừ. Còn ô cái con bằng vàng kia không tính đâu à. Ô. Con này được à? Ừ. Em mình nướng hết. Ôi. Nấm này chắc ăn được ấy. Nấm gì mà nấm này các bác, nhưng mà nhìn nó màu vàng úa hết rồi, già đấy. Muốn anh em đi kiếm thảo dược nhé. Cái loại này đây này. Đây gì? Ừ. Đây đi rừng thấy suốt. Ôi, uống nước ra, uống nước ra. Lá giang. Ừ. Nước. Dây nước rồi. Ừ. Ừ, nước rồi ạ. Cắt đi. Mặt lạnh luôn đây nhỉ. Đoạn xuống tí chặt kia mới to mới nhiều nước kìa. Đấy, đoạn này này, thấy chưa? Nó chạy hết rồi. Thoải mái. Còn vướng nữa cơ. Như kiểu nước. Đây là cây cẩu tích này các bác này. Đấy, đi qua vừa chặt đây. Đây là người ta gọi là cây cu li. Thì nó lông của nó màu vàng, rất giống con lông, rất giống con cu li. Cầm máu đi rừng thấy này mà bị thương hay bị dao cắt ấy thì nhổ luôn cái lông này cầm máu nhá. Em nhổ thử các bác xem nhá. Lông của nó rất là mịn luôn. Lông này rất là mịn. À, bị đau á, cái này đắp vào à, cầm máu nhanh lắm. Ây da, dây này to ấy nhỉ. Nó leo lên trên ngọn cây kia, sao lấy được hết được. Đây các bác nhá, đây là dây hết đằng này. Em gọi là máu chó ấy. Chặt được chứ nào chặt thôi. Chặt được bao nhiêu chặt thôi, trèo lên chả trèo được. Vân nó đẹp đấy. Người này mới già này. Đoạn một coi dưới kìa, rất đẹp. Thằng này đủ mang chưa?
Ây da, chào bé, nhìn. Dây bé bé này mà già, nhìn. Đỏ. Đỏ này là già lắm rồi các bác nhé. Được nhỉ. Anh em lấy đủ mang thôi các bác. Uống này. Được ngon lắm. Dốc này về nhẹ vì bao nhiêu. À, nước nước nhỉ. Buộc xong dốc ngược lên. Chảy hết đi mà có nhẹ bớt. Dày như này mới là dày chất này các bác này. Đi về thôi các bác ơi. Đói bụng rồi. Trở về lán các bác nhá. Đây anh em muốn nghe tập trung để băm cái chỗ hết đằng vừa lấy được này. Nhìn rất là đẹp này. Đẹp chưa? Chắc làm một ấm uống nhỉ? Anh đi lấy ấm về đun nhé. Đây nhá, cho 3 miếng này các bác nhá. 3 miếng ok chưa? 3 miếng này đi. Tí đỏ quá, nhìn uống đâu. Đẹp nhẹ thôi. Với lại tươi, tươi này nước không được đẹp đâu. Nước nhá. Đang nóng. Không có mưa. Và phơi mọi thứ thảo dược này nó rất là tiện. Khô rất là nhanh. Tận dụng thêm cả hai cái bao đấy. Cả cần đâu, cần nó hơi dính à, dính nhựa vào ba. Mai kia còn sử dụng nước khác. Đây nha. Giờ về đi hái rau luôn nhỉ? Không là mới quay về nấu ăn, không chuột sóc thối hết rồi đấy. Hãy nướng thôi nhỉ? Sóc rồi nướng. Nào ăn lẩu, nào làm bữa lẩu. Muốn anh em đi hái rau về để làm món nộm các bác nhé. Này rau dớn. Mùa đông nên là rau dớn này nó cũng ra chậm lắm. 4 người hái. Có rau của Lam hái luôn, ít về nấu canh nhé. Giỏ của Lam này. Cây chó đẻ này. Cây này đi rừng nhỡ bị dao cắt hay là có vết thương chảy máu thì dùng cái này cầm máu nhé. Rất là nhanh. Thank you.
rồi. Chắc đủ ăn đấy. Đủ rồi. Đấy, nhiều quá vì nó héo. Ở đây hết rồi. Wow, rất là ngon luôn. Đây, một cái bản đi đi. Bốn anh em tập trung để làm cái món chuột cho anh nhé. Em tập trung để cùng nhau thui lông. 17 em các anh nhá. Chuột, sóc, chim. Bây giờ sẽ đem ra suối để làm cho nó đem về để nấu ăn. Rau anh em vừa hái đây nhé. Đây là rau củ lam này. Đây là rau dớn. Cái này hôm nay anh em sẽ làm nộm. Đảo của Lam nhé. Sao quay tít nhỉ. Trời. Đập xuống. Phẳng đều lên. Đó. Đấy tí làm hết chấm luôn. Nhìn nó thấy ngon. Đấy phải làm khô đây mới đúng rồi. Không chảy nước ra nó bám hết đây. Đó. Bây giờ cho lạc vào luôn. Này. Ăn thì tốt rồi. Nãy luộc món này. Thử miếng xem các bác nhé. Ngon. Nó gọi là rau hơi mềm không vụng tí nha. Ăn vụng trước. Mời các bác nha. Được. Được. Đây là hai em chuột của sao gừng nhé. Mùa đông rét thì có món ăn này. Vừa ăn được cơm mà vừa nhắm rượu vừa ngon. Nhiều chín nhỉ? Rồi, hôm nay chín hết rồi. Nhưng còn có nhiều thế. Còn lại 5 em nữa để cho bữa sau. Hôm nay muốn anh em lại ăn ở ngoài trời thôi.
tiết kiệm ánh sáng các bác ạ. Úi, tàu kia đã bị lật lên rồi. Này là bốn em sóc các bác nhé. Thơm nhỉ. Thơm nước con này. Ngồi ăn ở đằng kia. Xào gừng. Nãy có cho rượu vào. Có sao? Ô, cái con ong mật này. Rồi luôn mà bắt được chấm. Chấm à? Muốn chấm à. Cạo cạo hết lên món gừng. Nhu, nó còn một con nguyên hình đấy kia. Con bé bé đây là quả vầy. Cho hơi ít nước nên là nó đặc. Ngon chưa? Thôi, anh em ngồi thôi. Ôi, mấy con lính đuổi xanh này. Bốn anh em xin phép mời toàn thể các bác nhá. Thôi, em mời toàn thể tất cả mọi người nhá. Thôi, em mời toàn thể các bác nhá. Em mời toàn thể các bác nhá. Quanh quanh thì thời điểm bây giờ mặt trời cũng sắp lặn rồi các bác. Ngày ngắn quá. Ngắn kèm với anh em là dậy muộn. Thức muộn, dậy muộn. Ừ, ăn gì đi? Ừ, sóc đấy à. Ngọt chưa? Ừ, rồi, thơm chưa? Nóng nè. Ừ. Cành ngon hả? Làm những gan sóc này. Ăn đi, rất là ăn. Tập nướng. Nè, bọn em bên chia ra. Chia rồi. Chim đại bàng các bác ạ. Đại bàng. Bé bằng ngón tay. Mỗi hai con thì được 4 miếng thôi. Em xử đoạn của em này, mời các bác nhé. Biết nằm thế này là khi lên đây là khi thích sắp. Nằm bên dưới à? Đây 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 đây. Đây, đây, đây. Đây, để ăn bằng miếng đấy đi. Còn một miếng nữa à? Còn miếng nữa, đây, đây, đây. Đúng rồi. Ăn đi rồi, làm ly nào. Mỗi ngày làm đi. Một miếng vào, giòn nhỉ. Hai ba tối tuần, hai ba giờ sáng, ba bốn giờ sáng mới ngủ lạnh như gì. Và lúc mà ngủ xong là cuốn chăn nghe ấm mà cứ ngồi kiểu là nhâm nhi đi rượu với tí thịt. Nhất là hai tối đầu tiên là không có chăn này. Về tham còn về tham gia không à? Có rửa chân chưa? Ngon quá. Ừ.
Thơm nhỉ. Xong loại 3 này nó có vị thơm riêng đấy. Đấy. Hết chưa? Hết rồi. Hết rồi. Còn một tí. Ăn tối rồi các bác nhá. Mấy anh em uống 1-2 ly nữa xong là ăn cơm xong là nghỉ ngơi thôi. Giờ cũng sắp sắp tối dần rồi. Thôi, em chào tạm biệt tất cả mọi người nhá. Thôi em chào tạm biệt các bác nhá. Chào các bác nhá. Ăn ngoài này đỡ được bao nhiêu đèn, bao nhiêu tiết kiệm được bao nhiêu đèn pin ấy. Thấy một cơm đâu á, đây. Thôi đằng trước này. Thôi về nhá. Ăn chưa? Ăn lắm. Mình tắc rồi. Cúc tắc này. Cơm đây các bác nhá. Anh em hay rồi, chạy vào rồi. Hay múc cơm. Ăn cơm sau cùng. Mấy bác cơm nhá. Quá thì dính hết rồi. Nặng mà, rất là